Ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, Hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 của tỉnh Nam Định đã tiến hành các công việc của quá trình chấm thi. Xác định con người mới chính là yếu tố quyết định trong việc đánh giá công bằng, trung thực từng bài thi. Việc lựa chọn cán bộ chấm thi vì thế được đặt lên hàng đầu. Đi làm nhiệm vụ chấm thi phải có trình độ và có thái độ rất là nghiêm túc. Chân việc đầu tiên là anh phải chấp hành tốt tất cả những nội quy, quy chế và các cái quy định về làm thi. Đáp án biểu điểm là phải nhuần nhuyễn, thống nhất, đều tay. Công tác chấm thi năm nay giao về cho các địa phương tổ chức thành lập ban chấm thi trắc nghiệm và ban chấm thi tự luận. Dù giao quyền cho cơ sở, nhưng nguyên tắc chấm thi vẫn buộc phải có tính thống nhất trên khắp cả nước. Đặc biệt quan trọng là phải đảm bảo cái nguyên tắc mỗi bài chấm phải được hai giám khảo chấm độc lập ở hai tổ chấm khác nhau. Đây là một nguyên tắc mà bắt buộc các điểm chấm phải triển khai thực hiện. Và khi mà các điểm chấm cũng như là nhận thức giống nhau thì hai bài chấm độc lập của hai giám khảo một, giám khảo hai sẽ có sự chênh lệch không cao và thực tế là không còn khoảng cách giữa hai cái bài chấm này, thì đấy là cái kết quả chấm tốt. Nếu như ở kỳ thi năm trước, việc chấm các bài thi trắc nghiệm do các trường đại học đảm nhận, thì năm nay các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm chấm toàn bộ bài thi. Để ngăn chặn gian lận thi cử phát sinh trong khâu này, ngoài việc không công bố vội đáp án và phổ điểm các môn, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nâng cấp, hoàn thiện một bước nữa phần mềm chấm thi trắc nghiệm theo hướng thông minh hơn. Thì đặc biệt là cái vấn đề về bảo mật thông tin chúng tôi tiếp tục hoàn thiện nâng lên một bước. Và theo đó thì tất cả các bài thi trắc nghiệm cũng sẽ được tiếp tục lên phách điện tử. Tất cả các dữ liệu đầu vào, dữ liệu trung gian, dữ liệu đầu ra trong quá trình chấm thi trắc nghiệm đều được mã hóa và chỉ được giải mã với những cái người có trách nhiệm và với những bộ công cụ tương thích. Rất nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác chấm thi cho chúng ta hy vọng vào một kỳ thi an toàn, nghiêm túc trong bối cảnh muôn vàn khó khăn của tình hình dịch bệnh. Dự kiến ngày 27 tháng 8, các địa phương sẽ công bố điểm thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lưu ý các tỉnh không công bố điểm trước thời điểm này.